lên chị bạn nhà mình buổi chiều vui vẻ nha. Ai vậy? Ai làm cho chị Lan của tôi khóc vậy? Trời đất ơi, ai làm vậy? Ai làm gì mà chửi tôi chị Lan không đúng tuổi vậy? Không có ai làm gì chị Lan hết chị Lan ơi. Mỗi lần chị Lan chửi chị Hằng, chị Lan chửi như cái máy. Chị Lan chửi mà em thấy đều muốn thuộc lòng luôn. Chị Nam nói nào, Đại Nam bán rồi bà Hằng là mấy gì bên kia đó. Sao lúc chửi người ta mà nói sao vậy? Chị đi khóc làm sao vậy? Tòa ta còn hỏi đúng rồi đó. Lúc kêu chị là quyền lợi nghĩa vụ liên quan mời lên, sao không lên? Rồi bây giờ khóc gì nữa? Ôi rồi hồi mình lớn rồi, mình chơi rồi, mình không có nên khóc, đúng không Lu? Lu của em phía sau đó anh chị mà. Sao đúng rồi, mình chơi mình khóc chị. Chứ lại chị thiếu cộng đồng mạng. Là bữa chị nói là chị sẽ siết là chị đi cái đầu xuống đất là chị chưa đi đó chị Lan à. Mình nói mình chơi uy tín chị Lan, mình thua mình chung. Thí dụ như lần này là khóc te tua vậy nha. Lần sau thí dụ như mà chị Hằng mà có gửi đơn mà ấy chị Lan đó, chị Lan xuất hiện, chị Lan phải trời ơi phải gồng lên chị Lan, trời ơi, phải men lên, phải men lên thì bánh bèo như vậy. Cái đó người ta kêu bằng bánh bèo thiếu nước chấm đó. Bánh bèo thiếu nước chấm là mình nói và mình chối là bánh bèo thiếu nước chấm. Còn như chị Hằng bánh bèo có nước chấm, là bánh bèo có nước chấm là sao không? Đó là có nhận không xin lỗi. Còn như chị Lan là có chửi phải nhận thiếu tò. Tôi chửi bà vậy vậy. Mốt em ngưỡng mộ chị, em thần tượng chị mới làm vậy cho em. Trời em đợi chờ cái phiên tòa rồi chị mặc phép mặc ơ rồi chị xuất hiện tự nhiên khóc rồi làm một thần tượng chị. Không nên khóc rồi phải gồng lên, chị phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên chị, mạnh mẽ lên. Không biết tại sao chị đang khóc dữ anh chị bạn. Trời năm đứa con tôi này nọ nọ kìa rồi, năm đứa con chị còn yên nguyên ở nhà thôi chứ có gì đâu, chị còn đứng yên nguyên đó mà có gì đâu, ai làm gì chị đâu. Trời quá trời quá đất à, cái nết không có bỏ, sửa đi chị, sửa cái tấm này đi. Thế là ta gọi là bánh bèo, mà bánh bèo thiếu nước chấm là bánh bèo à, bánh bèo vô duyên đó chị. Còn em hả? Không, em bánh bèo có nước chấm. Ủa chị Hằng hả? Ủa bánh bèo dư nước chấm mà, tại vì biết sao nét như sao đi chị ơi, chửi như cái máy rồi xong không xin lỗi đứa nào hết. Đã đúng rồi đó, tại vì chị cũng có chửi lại, cái này gọi là chửi qua chửi lại đó chị. Hồi trước chị đang buổi chiều vui vẻ nha, bữa nay không mấy đứa nhỏ nó không có rảnh đi gặp chị Lan, thôi bữa khác đi gặp nhau nha. Ok ra.